Xin mời các bạn trở lại với Night View, cùng hành trình tìm hiểu thông điệp của những đấng sáng tạo. Cho đến thời điểm này, có lẽ các bạn cũng đã phần nào hình dung được cơ chế thăng lên của một sinh mệnh. Một số sẽ bỏ lại nhục thân ở chiều kích thứ 3. Một số sẽ chuyển hóa thân thể vật lý để nâng cao chiều kích. Tất cả đều phụ thuộc vào tự do ý chí. Trong quá trình chuẩn bị cho lần chuyển đổi vĩ đại này, bên cạnh những sự thay đổi về tâm thức, thể vật lý cũng có những yếu tố bất đồng. Ví dụ, nhu cầu về ăn ngủ cũng có nhiều thay đổi. Về điều này, chúng tôi nhận được không ít những câu hỏi về việc có nên ăn chay hay ăn kiêng. Các bạn thân mến, khi các bạn nâng rung động của mình lên, thức ăn cứng sẽ có xu hướng giảm đi một cách tự nhiên nếu các bạn không còn dính mắc tình cảm hay những thói nghiện. Thân thể không thích sự thay đổi đột ngột. Đây là một trong các lý do mà hầu hết các chế độ ăn kiêng không có tác dụng. Thân thể cảm thấy như thể là nó bị gắn vào một tiêu chuẩn nghiêm khắc. Phản ứng thông thường của nó hoặc sẽ chống đối hoặc là ngừng hoạt động. Câu chuyện của việc ăn kiêng không nên tập trung vào cái cần tránh, mà đúng hơn là nên đưa ra câu hỏi: cơ thể của bạn cần cái gì để có được sinh lực và năng lượng lớn nhất? Hãy lưu ý, năng lượng ở đây phải mang tính tích cực và có chiều sâu, chứ không đơn thuần chỉ là đồ ngọt. Liên quan tới vấn đề này, chúng tôi đề nghị các bạn tìm hiểu thêm về các loại máu, thuật trường sinh Ayurvedic Philosophy, các loại thảo mộc, phương pháp chữa trị tự nhiên để điều chỉnh lại những mất cân bằng dinh dưỡng. Người nhận thông điệp này đã thu thập các thông tin về các loại máu, sau đó nhận thấy anh ấy đã và đang ăn 98% đáp ứng được với đề nghị dinh dưỡng dành cho loại máu của anh ấy. Đó là bởi vì anh ấy đã hòa nhịp với thân thể, khám phá ra mình ăn gì là tốt, ăn gì thì không. Điều quan trọng là ghi nhận sự khác nhau giữa những sự thèm muốn ăn cho đầy bụng bởi các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết hay cơn đói thật sự cùng với khao khát của thân thể cho một loại thức ăn nào đó. Trong các trường hợp hiếm hoi, những điều này sẽ trồng lặp với nhau, nhưng thông thường các bạn có thể nói về sự khác nhau bằng cách nhớ lại việc bạn cảm thấy như thế nào sau khi ăn. Khi nuông chiều mình trong sự thèm ăn, các bạn có thể cảm thấy lờ phờ hay chán ngấy với cảm giác thỏa mãn sau khi ăn một loại đồ ăn nào đó mà thân thể của các bạn không thực sự mong muốn. Khoảng 3/4 loài người có một cấu trúc thân thể khao khát đồ ăn xuất xứ từ săn bắt thu hái. Chúng là những carbohydrate đơn, chất béo đơn, protein thông thường. Chỉ khoảng 1/4 loài người có thể chịu được các carbohydrate phức hợp như ngũ cốc, bánh mì, mì ống, bánh ngọt hay tương tự. Nếu các bạn thấy béo phì, mệt mỏi, đầy hơi hay khổ sở từ chứng ợ nóng sau khi ăn các loại đồ này, các bạn chắc chắn thuộc về 3/4 nhân loại. Những người không thể thích hợp với lúa mì, gluten, một loại protein chính chiếm 80% tổng số protein trong lúa mì, hay phần lớn những loại carbohydrate phức hợp. Với các bạn, chúng tôi kiến nghị một chế độ với nhiều rau tươi hữu cơ, một lượng vừa phải hoa quả tươi nhưng không phải nước ép, protein thông thường trong dạng của các loại thịt hữu cơ, còn gọi là organic meat, đậu nành lên men cùng các loại bột super green như là tảo xoắn hay tảo calera. Sử dụng thịt nên ở mức vừa phải, chủ yếu là thịt gia cầm, đồ hải sản. Nếu các bạn là những người ăn chay, hãy đảm bảo các bạn ăn một lượng thích hợp protein mỗi bữa ăn. Nếu các bạn ăn các sản phẩm đậu nành, hãy chắc chắn là chúng lên men và hữu cơ. Riêng về loại thực phẩm này, người Nhật Bản có những kinh nghiệm hữu ích. Ở đây, chúng ta không nói tới những thực phẩm biến đổi gen. Nói chung, thực phẩm càng ít qua chế biến càng tốt. Thực phẩm qua chế biến thường có chỉ số glycemic cao, có nghĩa là nó chuyển hóa sang đường quá nhanh. Điều này chút sự tàn phá lên insulin, chất điều chỉnh lượng đường trong máu.
Một vấn đề khác với thực phẩm qua chế biến là bản chất của các hóa chất sử dụng bảo quản hay tăng mùi vị. Đặc biệt, cẩn trọng với chất MSG, monosodium glutamate, muối natri của axit glutamate có hại, thường được thêm vào bột ngọt, hạt nêm bởi một số nhà sản xuất. Bên cạnh đó, cần tránh những siro ngô ngọt độ cao. Các loại đường hóa học, natri nitrit, dùng làm chất hãm màu hay chất bảo quản trong thịt cá. Sodium benzoate cũng là một chất dùng để bảo quản thực phẩm. Chất BAT là chất gây ung thư. Chất ổn định chống lên men có thể dẫn tới những căn bệnh về gan, nhiễm sắc thể dị thường, suy giảm chức năng sinh sản. Chất BHA, propylene glycol. Một số sản phẩm có ghi nhãn E321, 322, 323, E621, 622, 623 và hầu hết các loại E900, đó là những chất tạo ngọt nhân tạo. Hãy đặc biệt lưu ý tới nồng độ pH trong cơ thể của các bạn. Tuy nhiên, các bạn cũng không cần quá cầu toàn. Khi các bạn thăng lên, những đồ ăn nặng nề sẽ tự động mất đi. Điều đó không có nghĩa là các bạn nên tự hành hạ mình nếu các bạn vẫn đang ăn thịt và đang tin tưởng rằng những linh hồn đang thăng lên phải là những người ăn chay. Tất nhiên, ăn chay cũng có nhiều cái lợi. Nếu bạn không bị dính mắc vào ăn thịt cũng là một điều tốt. Sự chấp trước về cái ăn chúng ta sẽ bàn sâu hơn trong phần tiếp theo liên quan tới cái nghiện. Đầu tiên là nghiện bản ngã. Thói nghiện này vượt xa các thói nghiện thông thường và là thứ khó hàn gắn nhất. Thậm chí khi một người biết là không tốt khi đồng hóa mình với bản ngã, sự đồng hóa đó vẫn xảy ra. Sẽ cần một quyết tâm mạnh mẽ, sự trị liệu thường xuyên cũng như nhiều sự hàn gắn để tách ra khỏi bản ngã. Tâm lý tôi, ta, của tôi làm tăng tính ích kỷ, tự xem mình là trung tâm và quá yêu bản thân. Đây là nguyên nhân của việc bám lấy một nhận thức sai lệch của sự tự quan trọng hóa bản thân. Thói nghiện này liên hệ gần gũi với thói nghiện tiếp theo, đó là nghiện quyền lực. Những người bị dính mắc với bản ngã sẽ có một nhận thức bám rễ sâu về tính không đầy đủ. Để sửa chữa nhận thức về sự thiếu thốn này, họ trở nên bị ám ảnh với quyền lực. Một cách điển hình, họ tìm cách thống trị những người khác hoặc tích góp của cải, tìm kiếm địa vị, nơi họ có thể làm ông chủ của những người khác nhằm có được một cảm giác về quyền lực. Nỗi sợ hãi của việc không có quyền lực chính là gốc rễ của thói nghiện này. Tiếp theo, tất nhiên rồi, nghiện tiền. Tiền thể hiện năng lực tiềm tàng hay khả năng để tự do, độc lập. Những người cảm thấy không có quyền lực hay không có sự giúp đỡ để thay đổi các hoàn cảnh có thể tin rằng chỉ có tiền mới làm được chuyện đó. Trong khi điều này có thể là tạm thời đúng, một cảm xúc tù túng bên trong khiến cho người đó làm rất ít để tìm kiếm sự độc lập về tài chính, về những lĩnh vực khác. Hầu như chắc chắn, những cảm xúc như vậy thường nảy sinh từ tổn thương chưa được giải quyết trong đời này hoặc trong một đời sống quá khứ, khi mà anh ta đã thực sự bị giam hãm hay sống trong một môi trường bị kiểm soát. Thông thường, các linh hồn sẽ cố gắng để thành công vượt mức nhằm chứng tỏ bản thân là có giá trị với những người khác hoặc để giành được sự tán thành. Thói nghiện vật chất gắn bó chặt chẽ với nghiện bản ngã và quyền lực. Những người này cảm thấy trống trải bên trong sẽ có xu hướng lấp đầy cuộc sống với tất cả các thứ tiêu khiển nhằm tránh phải đối diện với trạng thái trống rỗng. Kiểu nghiện này có thể thể hiện bởi việc mua sắm, nghiện tiêu tiền, nghiện việc không thua kém ai. Tiếp theo, nghiện sự náo nhiệt và giải trí. Đây là một trong những yếu tố liên quan tới bản ngã và sự cô đơn từ sâu thẳm trong tâm hồn. Với họ, có bao nhiêu bạn cũng không thành vấn đề. Gia đình, các hoạt động được nhồi nhét vào cuộc đời bận rộn. Họ tiếp tục tìm kiếm những dạng mới của sự kích động và giải trí. Những kích động tăng cường adrenaline. Đây là một thói quen ưa thích cùng với những bộ phim kinh dị, những tin tức thảm họa, những câu chuyện thị phi, chính là những thứ cuốn hút họ không ngừng.
một nhánh của thói nghiện này sẽ có liên quan tới việc chơi game và các hoạt động bạo lực. Tiếp theo là nghiện con người. Một số người có thể không bao giờ muốn cô đơn vì như vậy họ sẽ phải đối mặt với các vấn đề của mình. Do đó, họ lấp đầy cuộc sống với các mối quan hệ hời hợt. Luôn có một đảng để gia nhập, một nhiệm vụ xã hội để chăm sóc. Trong khi một số những thứ này có thể là lành mạnh, và theo góc nhìn của chúng tôi, đúng là chỉ có một số. Tiếp theo là nghiện tình dục và các mối quan hệ. Những người này không cảm thấy được sự kết nối với Chúa hiện diện bên trong, sẽ tìm kiếm cảm giác trọn vẹn trong vòng tay người khác. Văn hóa pop là cơ sở cho ý tưởng của một người cần phải tìm kiếm nửa bên kia để được trọn vẹn. Những người thuộc loại này sẽ trải qua những mối quan hệ không tình yêu, một mặt để duy trì ảo ảnh của sự mật thiết, mặt khác để gắn kết các mối quan hệ phụ nhằm tránh cảm xúc cô đơn. Tiếp theo, nghiện các niềm tin tôn giáo. Lòng trung thành mù quáng vào một sự hứa hẹn hay một phương cách sống thường là do một nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong về điều không biết. Đôi lúc, nó được tăng cường bởi những điều sai trái, sợ bị trừng phạt nếu không tuân theo một cách nghiêm khắc những lời răn dạy. Những người cảm thấy chia rẽ với Thượng Đế giữ một nỗi sợ hãi sâu kín bên trong về việc sẽ bị bỏ rơi bởi các vị thần thánh, có thể bám chặt lấy một niềm tin tôn giáo trong hy vọng là hình tượng Thượng Đế của họ sẽ phần nào thưởng công cho họ theo một phương thức nào đó. Nhiều người có một ký ức xa xưa về việc bị ngược đãi do bởi đã rời xa các niềm tin thịnh hành lúc bấy giờ, và họ đang sợ các hậu quả của những điều đó. Tiếp theo, nghiện việc cho rằng mình đúng. Chúng tôi có thể đặt điều này vào mục nghiện bản ngã hoặc tìm kiếm sự tán thành từ người khác. Nhưng có nhiều lý do khiến cho việc tại sao một người lại nghiện việc trở nên đúng đắn. Con người bị điều kiện hóa để cố gắng phấn đấu và thành công trong trường học bằng cách giành được các câu trả lời đúng. Không may là rất nhiều những bí ẩn sâu hơn của cuộc sống lại không liên quan tới việc đúng hay sai. Và do đó, điều này đưa đến chứng nghiện tính hai mặt đối lập, đúng hoặc sai. Có một quan điểm tối và sáng về cuộc sống tạo ra ảo ảnh đường hầm. Những người như vậy có vẻ như sẽ thỏa mãn với các câu trả lời đơn giản, không bao giờ sử dụng cách nghĩ tới hạn để khảo sát những suy nghĩ và ý nghĩa sâu sắc hơn. Về điều này, các bạn có thể để ý xung quanh chúng ta có rất nhiều người với phản xạ tự nhiên, không cần biết đúng hay sai, luôn bắt đầu câu nói với từ không. Có nhiều những thói nghiện với quy trình khác nhau. Tuy nhiên, đây là những thói nghiện cơ bản. Chúng sẽ tổ hợp nên những thói nghiện phức tạp hơn. Bây giờ, chúng ta nói sâu hơn một chút về các thói nghiện chất. Đầu tiên là nghiện ăn. Chúng tôi đã nói về điều này tới một mức độ nào đó trong mục ăn kiêng. Ăn quá nhiều thường xuất phát từ những cảm xúc dồn nén. Bằng việc lấp đầy bao tử, các bạn nhận được một cảm xúc của sự đầy đủ, nó che đậy đi những cảm giác không thoải mái. Thường thì các tình cảm bị chế ngự bởi đồ ăn có liên quan tới cảm giác túng quẫn, bị bỏ bê, bị tự tuyệt, cô đơn hay bị ruồng bỏ. Ở một khía cạnh khác, chúng ta có sự từ chối ăn hay còn gọi là biếng ăn hoặc là bị nôn sau khi ăn. Thông thường đi cùng với thói biếng ăn chính là cảm xúc của sự tự căm ghét chính bản thân mình. Cảm xúc này chôn vùi dưới khao khát đấu tranh để thỏa mãn bằng cái miệng. Trong khi đó trên bề mặt, thói biếng ăn có thể giả tạo như một nỗi sợ việc trở nên quá béo. Không có sự tự phán xét mình hay tự lên án, con người cuối cùng sẽ dừng lối ứng xử phá hủy và sẽ bắt đầu ăn trở lại khi các bạn ý thức được cái gọi là sự thăng lên. Ở mức độ cơ bản, nhân loại các bạn cũng đã ý thức được những tác hại của chứng nghiện đường, nghiện bia rượu, nghiện thuốc lá, nghiện caffeine, nghiện uống thuốc amphetamine cùng các chất hướng thần kích thích. Vậy nên, chúng tôi sẽ không nói sâu tới những vấn đề này. Thay vào đó, chúng ta đề cập sơ qua một chút về hệ thống lưới trên hành tinh trái đất.
một trong những nhóm Pleiades đang trợ giúp công việc lưới, đã ứng dụng một phương pháp giúp đỡ để kích hoạt sự thức tỉnh của những linh hồn nhân loại, cái đã được cho phép bởi những người Arcturus và các hội đồng ánh sáng. Phương pháp đó là để lại theo sau trường điện tử các dấu hiệu dưới dạng các hình ảnh và các biểu tượng thần thánh, còn được nhân loại nói tới là các vòng tròn trên cánh đồng lúa mì, crop circles, cùng các cánh đồng trồng cây lương thực khác. Xấp xỉ 80% các vòng tròn trên cánh đồng đã được tạo ra bởi những người Pleiades, 20% còn lại được tạo ra bởi con người và những nhóm ngoài hành tinh khác đang tìm cách bắt chước, mạo danh hoặc chơi xỏ. Các bạn có thể xác định những vòng tròn đã được tạo ra bởi những người Pleiades bởi các vòng tròn sẽ được xoay hay cuộn theo một hướng thuận chiều kim đồng hồ nếu năng lượng được đưa vào một đường ly hay một vortex, và sẽ ngược chiều kim đồng hồ nếu năng lượng được gỡ bỏ khỏi vortex hay đường ly. Những kẻ chơi xỏ không có được công nghệ để tạo ra các hình xoáy này trên cánh đồng theo cách thức tinh xảo và hoàn hảo đến như vậy. Sự hiện diện có phần lộ liễu như vậy là cần thiết để hỗ trợ trái đất trong quá trình thăng lên. Ngoài ra còn có một hội đồng ngân hà, Galactic Confederation, hay còn gọi là Galactic Federation, là một nhóm linh hồn đến từ trên 1.000 hệ thống sao, là nhóm chính có trách nhiệm vô hiệu hóa các loại hệ thống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí điện từ của các bạn bất cứ khi nào nó được xác định là có thể gây ra nguy hiểm cho toàn bộ trái đất. Họ đã phải can thiệp vào 5 trường hợp khác nhau khi mà các bạn có vẻ như sẽ tự hủy diệt chính mình bởi các loại vũ khí hạt nhân. Họ đã chống lại việc sử dụng trên diện rộng của những loại vũ khí điện tử, khi mà việc triển khai các loại vũ khí đó sẽ đe dọa tới sự mất ổn định hệ thống lưới của trái đất vượt trên điểm có thể phục hồi. Điều này cũng liên quan tới một công nghệ hiện đang hủy hoại trái đất và chính nhân loại, sự ô nhiễm điện tử. Việc lạm dụng các thiết bị viễn thông bao gồm tháp phát sóng di động tạo ra nhiều nhiễu loạn trong trường điện tử của trái đất. Điều này được thể hiện ở mức độ vi mô, đó là khả năng định vị của các loài chim và côn trùng đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Sự tác động của những nhiễu loạn này lên cơ thể con người cũng đang tích lũy theo thời gian, góp phần vào sự phá hủy hệ miễn dịch cùng khả năng hồi phục thể vật lý của con người. Việc sử dụng điện thoại di động nhiều hơn 30 phút mỗi ngày, tùy thuộc vào từng thiết bị cụ thể hay cách chúng được bảo vệ, có thể tạo ra một rung động dư đáng kể trong trường điện tử của các bạn. Có những cơ cấu bảo vệ và những bài tập bảo vệ các bạn có thể thực hiện để giảm thiểu sự ô nhiễm điện tử. Bởi vì thường khó để có thể nói một thiết bị bảo vệ cụ thể sẽ có hiệu quả như thế nào, nên cách tốt nhất là sử dụng nhiều thời gian tránh xa các thành phố đông đúc và sự ô nhiễm điện tử. Chúng tôi nhận thấy điều này không phải là dễ dàng, nhưng sống trong những thành phố lớn sẽ làm hại tới hệ thống miễn dịch của các bạn, trừ khi các bạn đang rung động ở mật độ 5. Đến đây, video cũng xin được khép lại. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói một chút về tính hai mặt. Vâng, nếu đó là sở thích của nhân loại, liên quan tới những tuyên bố quy chụp và nói rằng nhóm Illuminati tất cả đều là xấu, hay vấn đề là do chính phủ Úc, tổ chức tình báo Mossad của Israel là quỷ dữ, vân vân. Một số người nằm trong nhóm được gọi là những kẻ thao túng thế giới của các bạn lại chính là các Lightworker đang hoạt động bí mật bởi hai lý do. Đó là tìm hiểu chính xác phương thức hoạt động của các tổ chức được gọi là bóng tối, và thứ hai, ngấm ngầm lan tỏa ánh sáng đến những sảnh đường linh thiêng bí mật của phe bóng tối.